Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nerdia. Thì các bạn có lẽ rất nhiều anh em trong cộng đồng chúng ta đã nghe tới một dự án Nerd Nair 2 của Bitcoin, có tên là Bitnair, một dự án rất chất lượng. Dự án đã có hiện tại đã có TVN là 537 triệu đô và mức gas trung bình hiện tại chỉ là 0.4 đô cho lệnh giao dịch. Bitnair lại còn là một cái dự án mà được OKS Venture đầu tư và rất nhiều các quỹ tier 2 và các cái quỹ khác nữa đầu tư. Tổng gói vốn hiện tại đã huy động được lên tới là 5 triệu đô. Và đây được rất nhiều anh em trong cộng đồng đánh giá là một trong những mạng lớp này hai cực kỳ nổi bật của Bitcoin. Và có một hệ sinh thái với rất nhiều developer và được rất nhiều cộng đồng ủng hộ. Điểm nổi bật của dự án nữa là dự án hiện nay cũng đang có một cái con NFT của chính dự án luôn. Đó là Bitnair Lucky Hermes. Con NFT này thì đã đạt volume ở trên OKX là 32,6 Bitcoin, tương đương với volume khoảng 2,2 triệu đô, một mức volume vô cùng ấn tượng với một dự án. Và đối với dự án này thì hiện nay Bitnair đang đem đến cho chúng ta một cái chương trình airdrop với pool tài thưởng là 1,2 triệu đô. Đó chính là Bitnair Mining Gala S2. Chương trình airdrop này được kéo dài từ 18 giờ ngày 27 tháng 6 và kết thúc vào ngày 31 tháng 7 theo giờ Hồng Kông, với 6 dự án nổi bật sẽ có trong chương trình airdrop OKX Web 3 Cryptopedia của Bitnair. Đó chính là các dự án Zern, Gamer Boom, Macaron Dex và Alomi, Vanina và Avalon Finland. Và lúc này đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các bước để các bạn cùng với mình tham gia vào chương trình Arop này. Đây chính là giao diện bên phía sàn OKS. Và để tham gia vào chương trình Arop thì các bạn sẽ cần cho mình một công cụ, đó chính là ví OKS Wallet. Và anh em sẽ cần phải rút một ít Bitcoin ra để chúng ta có thể là cầu sang mạng Bitnair. Đối với anh em mà chúng ta sử dụng điện thoại ấy, thì các bạn sẽ tải xuống ứng dụng OKX nhé. Chúng ta sẽ mở ứng dụng ra và các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản chúng ta ở trên ứng dụng. Nếu các bạn chưa có ví Web3 thì các bạn sẽ ấn vào phần ví Web3 ở đây và các bạn sẽ tiến hành tạo ví ở trên này. Đấy. Hoặc là anh em có thể đăng nhập các cái ví khác thông qua cái giao diện này. Các bạn ấn vào phần thêm ví để có thể thêm vào đây để các bạn làm. Nhưng mà mình khuyên tốt nhất anh em sẽ dùng ví chính chủ OKX Wallet luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nạp tiền vào trong tài khoản chúng ta nhé. Và các bạn nhớ chuyển từ bên phía tài khoản funding mà chuyển tiền sang bên phía tài khoản giao dịch nhé. Đấy, ví dụ các bạn để tiền ở bên funding đúng không? Ví dụ chúng ta để U ở bên funding chẳng hạn. Ta chuyển bên funding và chuyển sang giao dịch. Và mình xin lưu ý với anh em là hiện nay ở trên OKS thì không hỗ trợ USDT mạng BNB Chain BEP20. Nên nếu như anh em nạp USDT mạng BNB BEP20 thì anh em sẽ bị mất nhé. Đấy, xin lưu ý về cái vấn đề nạp tiền một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần giao dịch để chúng ta giao dịch. Các bạn sẽ tìm cho mình mã là mã BNB. Vì hiện nay thì ở trên OKS thì chưa hỗ trợ đối với Bitcoin mạng BNB. Đấy, chúng ta sẽ làm một vài bước hơi phức tạp một chút. Đấy, chúng ta sẽ mua Bitcoin vào. Ở đây thì mình mua BNB. Ở đây thì mình sẽ mua 0,44 BNB. Rồi, và lúc này đây thì mình sẽ ấn vào phần tài sản của tôi và mình sẽ thực hiện việc rút tiền ra. Chọn vào phần rút tiền. Bạn chọn cho mình mã là BNB. Tiếp theo. Ở đây thì anh em cần phải thêm vào số địa chỉ. Đấy, chúng ta sẽ cần phải thêm một địa chỉ. Đó, các bạn có thể thêm địa chỉ tiêu chuẩn hay địa chỉ IBM vạn năng. Chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví chúng ta. Các bạn có thể chọn Bitnair, Bitcoin cũng được, hoặc là anh em chọn bất kỳ địa chỉ nào ở mạng IBM ấy. Ví dụ là địa chỉ ETH là được, cứ có chữ ETH đằng trước chúng ta có thể chọn. Ta dán vào đây như tài khoản xác minh này, tên địa chỉ này, các bạn có thể ghi là ví
Ví dụ là mình ghi là ví AROP chẳng hạn. Giả sử như vậy. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào nút New. Đấy. Ở đây thì mình đã lưu trước đó rồi, nên là mình sẽ không cần phải lại. Khi các bạn nút New thì có một thao tác, số thao tác xác nhận nhé. Đấy, ở đây thì mình đã lưu sẵn rồi, nên mình giờ chỉ cần có chọn địa chỉ nữa xong thôi. Đấy. Và bây giờ các bạn sẽ ấn vào phần tối đa này, được chưa? Để ta bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác rút tiền nhé. Các bạn nhớ chọn là rút tiền là mạng BNB BSC. Chúng ta sẽ mất một khoản phí khoảng hơn 1 đô nhé. Chúng ta ấn vào phần tiếp theo. Các bạn vào phần xác nhận. Ok. Và các bạn sẽ chờ đợi một ít phút để cái số tiền chúng ta rút ra nó sẽ nhả ra ví chúng ta. Và trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể mở đến cho mình cái giao diện của sàn giao dịch Swap ở đây. Đấy, anh em sẽ thấy được ở trên đây là mình đang mở sẵn cặp dịch BNB và Bitcoin B. Còn nếu anh em dùng điện thoại nhé, thì anh em sẽ cũng rút tiền tương tự thôi. Chúng ta cũng rút tiền tương tự bên phía sàn giao dịch này. Đấy, các bạn cũng sẽ rút tiền tương tự như thế này. Đấy, chọn vào đây để phần rút tiền các bước thêm vào những tương tự ở trên máy tính. Sau đó thì anh em sẽ ấn vào phần WebSpar. Chúng ta sẽ lựa chọn cho mình cái tính năng là tính năng giao dịch nhé. Ở đây các bạn lựa chọn vào phần hoán đổi này. Các bạn ở đây ấn vào đây tiếp này. Các bạn tìm cho mình là BNB này. Đấy, các bạn có thể kéo đây vì là mình dùng trên máy tính thì không điều khiển được bàn phím. Đấy, các bạn sẽ ấn vào đây BNB này, chọn BNB. Phía dưới đây thì anh em sẽ chọn là Bitcoin B. Đấy, chúng ta sẽ chọn số tiền để chúng ta hoán đổi sang Bitcoin B. Mà nhớ chưa ra phí nhé. Rồi, cái số tiền mình đã chuyển sang được rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ điền cái số tiền vào để mình có thể là mua lượng Bitcoin này. Lúc này thì mình sẽ thực hiện phần hoán đổi sang. Khi mình làm thì mình sẽ làm dư phí ra một chút. Và lúc làm video thì mình sẽ tính ra một lượng tiền làm là khoảng bao nhiêu để mình sẽ thông báo với anh em nhé. Bây giờ ta sẽ xác nhận ở trên ví này. Xác lệnh nhận lệnh swap từ BNB sang Bitcoin B. Rồi ở đây thì mình chia sẻ luôn. Đó là các bạn sẽ cần phải sử dụng một cái cầu. Các bạn có thể dùng cầu chính chủ của Bitnayer hoặc là anh em có thể dùng cầu của bên thứ ba. Đối với cầu chính chủ thì anh em chúng ta có thể dùng cầu của Bitnayer. Còn cầu bên thứ ba là Mission và cầu Auto. Đấy, thì ở đây chúng ta trước tiên là các bạn sẽ vào trong giao diện Cryptopedia để chúng ta tiến hành đăng ký các bước đã. Sau đó chúng ta mới làm gì thế nào. Thì nếu như anh em dùng máy tính ấy, thì anh em sẽ vào đây các bạn thấy cái link thì mình sẽ dẫn thẳng cho anh em đến cái giao diện để anh em làm luôn. Và đây các bạn thấy các nhiệm vụ ở đây thấy rất là rõ ràng luôn. Đấy, chúng ta sẽ cân nhắc làm từng nhiệm vụ từ dễ đến khó. Trước tiên là chúng ta vào ở trên máy tính, còn đây là giao diện ở trên điện thoại. Như điện thoại thì anh em sau khi chúng ta đã có các cái bước kia xong thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn chọn vào phần từ đây, ví dụ từ trang chủ này các bạn chọn vào phần khám phá cho mình nhỉ. Trong đây thì các bạn sẽ thấy được cái giao diện Cryptopedia trong này. Và trong đây thì anh em sẽ thấy luôn cái phiên session 20 với Bitnayer ở đây với 8 developer. Và hiện tại thì đã có 5,4 nghìn người làm. Có lẽ là bên phía nhiệm vụ của dự án thì các bạn người mới chưa quen lắm. Chính vì thế nên mới có video thế này. Ở đây thì anh em thấy phần thưởng ở đây là 1,2 triệu USDT trị giá của token Bitnayer BTR. Chúng ta ấn vào phần tìm ở trong này. Và ở đây thì anh em sẽ thấy cái danh sách nhiệm vụ trong này cũng giống như và tương tự như trên máy tính anh em nhé. Được chưa? Đó. Nhưng mà mình thì sẽ làm ở trên điện thoại, làm ở trên máy tính cho anh em để chúng ta thao tác cho nó tiện và các bạn dễ theo dõi hơn. Ở đây các bạn sẽ ấn vào phần kết nối để chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên, đó là các nhiệm vụ mạng xã hội. Chúng ta ấn vào cấp quyền. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ mở ra để các bạn mở ra để các bạn follow nhé. Đấy, ở đây mình đã follow trước đó rồi. Đấy. Và cùng với đó thì các bạn sẽ có nhiệm vụ like và retweet. Đấy, ở đây mình sẽ xem. Cái này không có giao diện tiếng Việt rồi. Ta sẽ tiếp tục nè. Và ok đây này.
Đà Nẵng. Các bạn ở đây ấy, thì các bạn lưu ý là nó có phiên bản mới nhất bài đăng, tức là bài đăng này được chỉnh sửa rồi. Các bạn xem bài đăng mới nhất, các bạn chọn like và retweet lại cho mình. Sau đó thì chúng ta có thể trở lại đây. Ta ấn vào phần xác minh. Ta ký ở trên ví này. Ở đây có một phần captcha, các bạn ấn vào đây này, 1 này, 2 này, 3 này. Ok. Đấy, đúng theo cái thứ tự của cái hình này. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên đã thành công nhé. Đấy. Và đây thì tiếp theo là đến các cái bước để của nhiệm vụ trading và các nhiệm vụ phía dưới đây. Đấy, thì anh em chúng ta sẽ lượt chúng ta làm. Trong này thì có cái nhiệm vụ là Get Gas on Bitnayer, tức là chúng ta sẽ gửi USDT sử dụng cái công nghệ Flash ở trên Bitcoin để có thể nhận ga. Đấy. Hoặc là anh em có thể bridge tài sản thông qua các cái network khác nhau từ bên thứ ba đến với Bitnayer. Đấy. Ở đây thì trước tiên là cái cầu này nhé, cái cầu chính này. Cầu chính thì anh em có thể chúng ta có thể gửi USDT hoặc là ETH đến mạng Bitnayer các thứ đấy. Đấy. Nhưng mà mình không khuyến khích anh em sử dụng cái này. Đây là cái Flash, Flash Bridge đúng không? Flash Bridge đây này. Flash Bridge thì anh em có thể là chuyển nhanh đến, nhưng mà mình cũng không khuyến khích anh em chúng ta làm cái này vì là cái phí nó hơi cao. Đấy, thế thì chúng ta sẽ dùng một trong hai cầu bên thứ ba, một là mission, hai là ODAP auto. Đấy, thì các bạn thích sử dụng cầu nào thì sử dụng. Ở đây thì mình sẽ thử cho anh em một chút. Trước tiên là anh em có thể là chuyển từ một số mạng, các bạn có thể chuyển ngay cách nhanh nhất là Bitcoin B như mình, hoặc là anh em ví dụ những cái mạng khác, ví dụ mạng Optimus chẳng hạn. Đây mình lấy một cái trường hợp giả sử cho anh em mạng Optimus nhé. Optimus thì anh em cũng có thể chuyển tới, nhưng mà đây nó không hỗ trợ luôn ở trên này. Đấy, thì nó sẽ rất khó nếu anh em mà sử dụng mạng Optimus, thì tốt nhất là anh em dùng mạng BNB cho mình. Mạng BNB thì nó sẽ tiện hơn cho anh em rất là nhiều. Đúng không ạ? Mà BNB thì anh em chỉ cần dùng Bitcoin B như mình là một phát một là sang luôn, đúng không ạ? Thì nó sẽ bỡ cái bước rời rà, thì anh em cứ làm đúng quy trình như mình. Ở đây mình sẽ chọn là tối đa nhé. Đấy, thì anh em thấy là chúng ta sẽ mất một cái khoản phí, và bên này phí dự kiến nó sẽ là 0,002 Bitcoin. Đấy. Nhìn vậy thôi nhưng mà cũng là một cái lượng phí rất là đáng kể ở bên cầu auto, thì mình sẽ thử cho anh em xem luôn nhé. Đấy, ở đây thì anh em chọn, và bây giờ mình sẽ chọn là Bitnayer này. Mình sẽ so sánh cái mức phí ở bên nào rẻ hơn thì chúng ta sẽ làm bên đấy nhé. Đây, chúng ta sẽ chọn cho mình là Bitcoin. Được chưa? Đấy. Ta sẽ chọn phần Max này. Các bạn sẽ ấn vào Routine. Ở đây thì anh em thấy là bên auto thì sẽ có trình AROP nữa, nên nếu anh em mà cày AROP bên này thì khá là ổn luôn. Chúng ta Routine. Thì anh em sẽ thấy là ở bên này ấy, thì chúng ta cũng sẽ mất một cái khoản phí đúng không? Phí bên này là 0,00025 Bitcoin. Đấy, thì ở đây mình sẽ nhân thử cho anh em xem là cái lượng phí này là bao nhiêu tiền. Bên này thì nó hết là 1,54 đô, còn bên này thì nó hết ít hơn một tí. Đấy, nó cũng vẫn là một cái con số, nó chỉ hết ít hơn thập phân, ở sau thập phân là 50 hay là 500 Satoshi thôi. Nhưng mà mình phải chia sẻ với anh em là cầu auto này thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nên mình sẽ dẫn cho anh em cái cầu auto này nhé. Chúng ta vào confirm và xin. Cầu này thì nó nhanh hơn em rất nhiều luôn. Để mình xem thử nào. Sao ga cao rồi nhỉ? Em chờ chút nha, mình sẽ edit cái ví này ra. Có lẽ là mình sẽ phải bỏ bớt đi. Bỏ bớt đi một số tập phần. Bỏ bớt đi bởi vì là lỗi là có thể là do phần tập phần đấy. Chúng ta sẽ giảm đi một tí thôi. Đấy, anh em thấy bây giờ cái phí nó đã ổn chưa? Giảm thập phân thì là xong luôn. Đấy, ở đây mình sẽ xem lại cái cặp lệnh.
Ok, chuẩn rồi đấy, đã là xác nhận. Đấy. Ở bên Bitnago, bên 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 cầu này ấy, thì nó sẽ tốc độ nó nhanh hơn, tốc độ chuyển cầu nhanh hơn, mình đã test rất là nhiều lần rồi. Còn Mission ấy, thì anh em sẽ cần phải yêu cầu là nó phải có thanh khoản. Khi nào nó đạt thanh khoản thì nó mới nhả tiền cho chúng ta. Thì tốt nhất là mình khuyên là chúng ta cứ dùng cầu auto là tốt nhất. Rồi, sau đó thì các bạn có thể quay trở lại đây, các bạn xác minh nhiệm vụ. Thì thực tế là cái nhiệm vụ này trước đây thì mình đã sử dụng với ví này cầu sang rồi, nên là nhiệm vụ này thực ra thì mình đã xác minh ngay từ đầu, mình đã xác minh thành công rồi. Đấy, bởi vì là anh em thấy là làm đến đâu, nếu mà chúng ta làm được ấy, thì nhiệm vụ chúng ta sẽ được xác minh luôn. Còn nếu như anh em làm lần đầu thì anh em sẽ cần phải nút xác minh ở đây nhé. Đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các nhiệm vụ tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ với sàn Macaron nhé. Các bạn có thể là ấn vào đây. Mở ra. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đảo chiều cầu đi. Chuyển sang phần Bitcoin này. Đấy, rồi các bạn kết nối ví OKX chúng ta vào. Kết nối này. Wick đến mạng Bitnayer nhé. Đây, thực hiện này thao tác đi. Ở đây các bạn sẽ swap sang như mình là 20 USDT đi. Nhưng mà các bạn nên swap khoảng tầm 21. Rồi các bạn sẽ ấn vào nút swap cho mình. Confirm này. Anh em thấy phí trung bình là 1,41 đô. Các bạn có thể ấn vào View Bitnayer để kiểm tra cái lệnh giao dịch này, xem là cái lượng phí thực tế nó hết là bao nhiêu. Rồi, lệnh đã hoàn thành rồi. Thế anh em thấy là đúng là phí hết khoảng 1,24 đô. Đấy. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo thì các bạn sẽ swap cho mình một lượng. Mình nghĩ là khoảng 6 đô đi. 6 đô mà sang WBTC. Nhưng mà để mình xem nào, để mình xem là cái này có xác minh được luôn đâu. Trade cặp USDT trên Bitcoin 5 đô hoặc nhiều hơn. Đấy. Thì tại sao mà mình phải swap nhiều hơn, lát nữa anh em sẽ hiểu lý do tại sao. Đấy, như vậy là được rồi, chúng ta chỉ cần cặp USDT trên Bitcoin được, mình sẽ thử xác minh nào. Ở đây thì anh em hoàn thành captcha theo từng cái hình ảnh, thứ tự các hình ảnh, ví dụ ở đây con gấu trước vòng quay này, rồi đến cái này này. Con gấu này, vòng quay này. Và đến cái hạt cà phê này, ta nút ok. Ồ, được rồi, như vậy là chỉ cần swap như vậy được rồi. Ok. Ồ, ở đây có nhiệm vụ là sắp ly 0,01 Bitcoin trên Avalon. Thì cái này thì thực tế là mình đã làm trước đấy rồi. Đấy. Nên là mình đã xác minh được rồi. Đó, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho anh em, vẫn phải hướng dẫn cho anh em các bước để chúng ta làm. Chúng ta mở cái này ra. Và các bạn cũng sẽ collect ví chúng ta vào đây nhé. Chúng ta collect ví này. Thì các bạn chọn vào OKX Wallet này, ấn vào kết nối này. Ở trong phần Gala 1 thì mình đã làm nhiệm vụ ở trên Bitnayer rồi, nên em đừng ngạc nhiên khi mà một số nhiệm vụ thì mình đã hoàn thành trước đấy. Chúng ta sẽ ấn vào trong phần Bitcoin ở đây. Chúng ta sẽ cung cấp thanh khoản. Ở đây thì họ yêu cầu chúng ta chỉ cần cung cấp thanh khoản là 0,001 0,0001 Bitcoin thôi. Tức là ba số 0 sau thập phân. Đây mình sẽ làm 0,0001 được chưa? Nó tương đương với khoảng là 6 đô. Đó. Thế anh em sẽ ấn vào supply Bitcoin này. Chúng ta ấn vào phần xác nhận. Anh em sẽ chờ đợi một chút. Đấy, ở đây thì anh em thấy là mình đã cung cấp thanh khoản thành công này. Ok. Lúc này đây thì các bạn sẽ ấn vào đây. Chúng ta sẽ tiếp tục. Ở đây thì chúng ta có thể xác nhận ở phía bên này rồi. Được chưa?
Đây, nó có nhiệm vụ thứ nhất là supply đây. Và bên phía hướng dẫn này, ở bên hướng dẫn đây thì họ còn có cả phần hướng dẫn cho chúng ta. Đây này, mình sẽ mở cho anh em xem cái phần này. Bên phía này thì còn cả phần hướng dẫn cho anh em ở trong cái phần ở bên Avalon, đó là gửi tài sản vào này, vay tài sản và tham gia này. Đấy. Vay tài sản và tham gia vay cho vay trên Avalon. Đấy thì cái này nó rất là dễ thôi, mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em cái thao tác này. Thực tế là ngay cái bước này thì chúng ta đã xác nhận được rồi. Nhiệm vụ một này chúng ta đã xác nhận được rồi. Đấy thì các bạn cũng không nhất thiết phải làm thêm cái nhiệm vụ tiếp theo nữa, nhưng mà nếu mà các bạn vay tài sản thì nó sẽ là bao lâu ở đây này. Anh em mình chưa? Và đây thì có cả lốp, lốp là cung cấp lốp để cung cấp thanh khoản các thứ đấy. Bao lâu thì anh em bấm vào đây chúng ta có được phép vay ở đây, vay tối đa là 3 đô tương đương với 5,94 đấy. Anh em nào muốn thì chúng ta có thể làm, ví dụ sau này có thêm nhiệm vụ thì chúng ta sẽ làm thêm cái bước vay ở trong đây nữa, nhưng mà hiện hiện tại thì anh em cái nhiệm vụ sắp ni thì đã xong rồi, nhưng mà nó chưa có nhiệm vụ 2 2 3 nên chúng ta sẽ tính sau với nhiệm vụ đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ tiếp theo là DeFi Vanilla. Nhiệm vụ DeFi Vanilla thì rất dễ, trước tiên là chúng ta sẽ follow, các bạn sẽ mở la để follow kênh Vanilla ra và theo dõi. Rồi sau đó thì chúng ta tiếp tục. Đấy anh em thấy lý do tại sao mình phải deposit ít nhất 10 đô vào Vanilla. Để chúng ta mở ra. Hôm nãy Macaron thì tại sao phải swap sang 21 đô là lý do này vì như vậy đấy. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ kết nối ví chúng ta. Xác nhận này. Các bạn mở ra để chúng ta đép tiền vô. Đây chúng ta sẽ ấn vào Approver này. Các bạn có thể điều chỉnh cái phần cấp quyền này. Ví dụ các bạn điều chỉnh ở đây là phê duyệt là 21 đô chẳng hạn. Đấy. Xác nhận. Cái này là ủy quyền quan trắc, nên là anh em có thể điều khiển ủy quyền giới hạn hoặc ủy quyền không giới hạn. Chúng ta ấn vào deposit. Xác nhận. Rồi ok. Rồi các bạn thấy là ở đây nhiệm vụ ở bên này nó đã đôn luôn này. Ở trên Vanilla thì đã đôn rồi. Đấy thì có một cái điểm hay ở trên cái chương trình CryptoPDA với dự án Bitnayer, đó là anh em bên cạnh việc là anh em chúng ta tham gia vào dự án thì các bạn có cơ hội nhận retroactive không chỉ là từ mạng chính Bitnayer mà ngay cả những cái dự án developer ngày hôm nay chúng ta sẽ làm, nên các bạn cố gắng chúng ta làm. Ở đây thì các bạn có thể kiểm tra cái phần chúng ta cung cấp thanh khoản các thứ ở trong đây, trong phần dashboard đây nhé. Và nếu như anh em mà chúng ta muốn rút tiền thì các bạn chỉ cần ấn vào ví, ấn vào phần withdraw này. Ở đây các bạn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào nhé, chỉ cần là pro các thứ là xong. Đấy, đấy cái thao tác anh em muốn rút tiền. Đấy. Tương tự ở bên phía hôm nay chúng ta đã làm ở trên Avalon ấy, thì các bạn cũng có thể là rút tiền bất kỳ lúc nào trên này. Trên Avalon thì anh em chỉ cần ấn vào phần dashboard, trong đây có nút quit luôn cho anh em luôn, trong đây anh em rút tiền bất kỳ lúc nào nhé. Đấy mình nghĩ là hết thời gian sự kiện chúng ta rút lối nào cũng vậy. Rồi đây thì anh em thấy là như deposit chúng ta đã hoàn thành nhé. Bây giờ thì các bạn chỉ cần ấn vào phần xác minh thôi. Mình sẽ thử nữa. Đang kết nối này, bị đẩy kết nối ra. Ok, vừa rồi thì mình bị lỗi một chút. Vừa rồi thì hơi bị lỗi một chút nên mình vừa phải đăng nhập lại ví khác. Ví OKS Quality hiện tại bị lỗi một chút. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục.
Đây, bây giờ mình sẽ ấn vào phần xác minh bên này. Vừa rồi do bị sự cố nên là mình buộc phải dùng sang ví MetaMask, mong em hết sức thông cảm. Đấy. Chỉ cần bước đầu chúng ta vào ví OKX là được. Đấy, mình đã xác minh xong cái nhiệm vụ Vanilla rồi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ Alomi. Chúng ta sẽ mở ra. Trong nhiệm vụ này thì các bạn sẽ min NFT, các bạn ấn vào phần Collect. Ở đây thì do ví OKX đang nổi nên mình sẽ chọn tạm ví MetaMask để mình làm trong lúc này. Nếu không được thì thử OKX xem nào. Có vẻ là quét bị hơi bị lỗi. OK, quét nó hơi đơ một chút, mình sẽ tiếp tục lựa chọn này. OK. Vừa rồi có lẽ là bên ví có một tí bảo trì cho nên là cái việc kết nối nó bị gián đoạn. Bây giờ mình sẽ chuyển lại với ví OKS Quest 3 chúng ta làm. OK. Đấy, bây giờ mình đã kết nối ví rồi, chúng ta sẽ tiếp tục này. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành min. Các bạn sẽ min một trong các cái con NFT này. Các bạn thể chọn lựa bất kỳ một con nào các bạn để min nhé. Và những con này thì theo như ghi nhận thì có thể được refund đấy. Các bạn thể chọn bất kỳ những con nào. Đang chúng ta chọn những cái con nó dễ dễ một chút. Đây mình thấy con này khá là đẹp này. Khi anh em min thì anh em lưu ý là cái phí min nó sẽ mất là 2 đô nhé. Lý do là anh em để dư ra để chúng ta cần phải để dư ra để chúng ta min nhé. Cái này thì khả năng là mình sẽ swap sang một ít nữa. Mình sẽ dùng macaron để mình swap sang một ít nữa vì hôm nãy mình đã stake hết rồi. Đây tiếp tục swap qua macaron. Nếu mà anh em mà chúng ta cũng bị như mình thì các bạn sẽ swap sang macaron. Ta swap thêm. Rồi cũng rất nhanh thôi. Chúng ta cũng sẽ rất nhanh mà các bạn sẽ có cái lượng coin để các bạn tiếp tục min cái NFT này. Ở đây thì có cả phần refund nữa. Nếu mà anh em mà chúng ta min xong các bạn có thể nhận được refund. Rồi, đã bạn là bây giờ ta sẽ kết nối lại với nền tảng để ta min NFT. Cái này nó hơi lag, anh em phải chờ khoảng độ 5 phút thì anh em mới kết nối thành công nhé. Và mới hiện lên cái giao diện người ta kết nối, các bạn chờ khoảng 5 phút. OK, lúc này đây thì chúng ta sẽ tiến hành min này. Cái này các bạn chỉ cần mất khoảng 2 đô thôi. Không có đủ USDT trong tài khoản. Đối với nhiệm vụ này thì hiện tại mình đã thử cả trên máy tính và điện thoại thì đang bị lỗi, mặc dù là trên ví của mình thì có USDT. Vì vậy anh em cứ để cái USDT này, các bạn sẽ làm nhiệm vụ này sau nhé. Và mình lưu ý với anh em là khi chúng ta min cái con NFT này ấy, thì các bạn sẽ nhận được USDTA. Sau này các bạn có thể ấn nút refund thì các bạn nhận lại USDT chúng ta nhé, được chưa? Đấy, chúng ta có thể ấn nút refund thì các bạn nhận lại cái USDT chúng ta. Đấy, được chưa?
rất dễ thôi. Vì nhiệm vụ thì đang nỗi nên mình sẽ tạm bỏ qua cái nhiệm vụ này. Những cái bước cần thiết thì mình đã chia sẻ với anh em rồi, anh em chỉ cần vào đây để chúng ta xác minh thôi nhá. Ở đây thì không hiểu sao mình cũng đã xác minh luôn cái nhiệm vụ này trước đấy luôn rồi này. Rồi chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo. Đó chính là nhiệm vụ chúng ta sẽ làm ở trên Zone nhé. Ở trên này thì các bạn sẽ deposit ít nhất 1 đô Bitcoin trên Zone để hoàn thành test và kiếm được là 50 token ZEA. Hoàn thành 3 deposit Bitcoin để kiếm được 150 token. Đấy. Chú ý là ZEA token sẽ phân phối vào ngày hôm sau thì phải. Và đến trước nhận trước nhé. Dành cho 200.000 người đầu tiên thì chúng ta sẽ làm. Như vậy chúng ta sẽ làm 3 lệnh. Các bạn sẽ kết nối ví này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các lệnh nhé. Ở đây thì nó chỉ có yêu cầu 1 đô cho một lệnh thôi. Đấy, nhưng mà các bạn là mình khuyến khích là chúng ta sẽ stake khoảng một lượng là 0,00003 đi cho một lệnh nhé. Được chưa? Nếu anh em có điều kiện thì stake nhiều hơn cũng được. Cái này thì nó cũng không vấn đề gì cả. Và các bạn ăn stake thì cũng nhanh thôi. Mình sẽ thử xem cái vấn đề ăn stake nó có ngay lập tức không. Khả năng thì cũng ngay lập tức thôi thì là các bạn có thể stake rất là nhanh. Đấy thì bây giờ mình sẽ làm luôn 0,00 3 này. Các bạn chú ý sau tập phân là 4 số nhé, 4 số 0 nhé. Rồi các bạn sẽ ấn vào nút submit. Chúng ta sẽ làm 3 lệnh. Thì mỗi lệnh em thấy phí là tầm khoảng 0,9 thì thực tế là nó hết sẽ hết tầm khoảng chắc tầm khoảng 0,6 đô cho một lệnh. Đây các bạn có thể theo dõi cái lịch sử. Đây phí là 0,9 luôn, chính xác luôn, cái bên này phí chuẩn thật đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục này. Ở đây thì các bạn sẽ tiếp tục làm tiếp thêm một lệnh nữa. Các bạn có thể làm thêm 0,00003. Chúng ta làm 3 lệnh. Một cái vấn đề là anh em sẽ hỏi là liệu có nên giữ lại những cái này không? Thì các bạn mình nghĩ là chúng ta cứ nên giữ lại cái phần stake này cho mình nhé. Đến khi nào mà kết thúc Cryptopedia chúng ta hãy rút tiền ra nhé. Thì nó sẽ tốt hơn cho anh em vì nối nào chúng ta sang được trách tích của những cái dự án này nữa mà. Vậy là mình đã đủ là 3 lệnh rồi. Khi chúng ta đủ 3 lệnh thì các bạn sẽ nhận được tối đa là 200 token ZEA nhé. Đấy. Ok. Bây giờ chúng ta có thể trở lại đây chúng ta xác minh với nhiệm vụ dơn này. Một, hai, ba. Ok. Nhiệm vụ này thì dễ thôi. Đúng không ạ? Như anh em đã thấy thì về cơ bản thì chúng ta đã làm xong các bước của nhiệm vụ. Mình sẽ đi loát lại trang vì có những cái nhiệm vụ game bomb thì mình chưa có làm. Đấy, đôi khi nó bị lỗi, nó báo nhầm trạng thái nhiệm vụ chưa làm nhưng mà nó đã báo là làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với game bomb. Thì ở trong game bomb này nó có hướng dẫn cho chúng ta, đó là chúng ta sẽ join vào đây đi, tap tap join game bomb Telegram game và sau đó thì anh em hoàn thành các cái test Cryptopedia Paris. Ok. Và phía dưới đây chúng ta sẽ kết nối ví ở trên website để nhiệm vụ 2 check in và min SBT. Sau đó hoàn thành các test chúng ta sẽ làm luôn. Bây giờ sẽ là cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ làm đối với Tata Boss. Chúng ta nút start. Đây các bạn có thể ấn vào nút play now. Nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái con boss. Rồi ok. Ảo thế nhỉ? Ta sẽ gõ lên cái con này. Tap tap đấy để chúng ta nhận nhận point đấy. Xin lưu ý với anh em là cái này các bạn sẽ làm ở trên điện thoại nhé. Các bạn không làm được trên máy tính được đâu. Thì các bạn lưu ý cái phần này giúp mình.
Rồi chúng ta tap tap ở trên điện thoại, sau đó thì chúng ta sẽ mở vào đây để chúng ta kết nối on-chain. Các bạn chọn VOKS của lead kết nối này. Rồi chúng ta chọn đây đi, check in, xác nhận này. Nó sẽ có phần min SPT. Rồi chúng ta sẽ ấn vào nút min nhé. Các bạn có thể mở ra. Nó có hai cái, một là cái daily bet, hai là cái pass cap SPT. Đấy, một cái là free min, mình sẽ thử min cái free min trước. Anh em có thể min thêm cái pass cap nữa, nhưng mà pass cap thì sẽ mất phí nhé. Và ở đây thì bên phần hướng dẫn cho nhiệm vụ này thì mình cũng sẽ xem một chút. Đúc SPT thôi, nó chỉ yêu cầu là đúc SPT. Chúng ta có lẽ lại đúc cái free là được rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ sang mình rồi nè. Rồi, lần lượt theo các cái hình hướng dẫn này này, chúng ta chọn OK. Hy vọng là được. Rồi, ngon. Như vậy chúng ta chỉ cần min cái hàng ngày là được. OK, vừa rồi thì như anh em đã thấy là mình đã hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ ở trong này, ngoại trừ duy nhất cái nhiệm vụ đang bị lỗi, đó là nhiệm vụ Amoli. Amomi thì chúng ta sẽ làm sau anh em nhé. Cái này thì nó đang bị lỗi và mình min thì chưa min được. Đấy thì anh em lúc nào chúng ta min chúng ta sẽ làm sau. Cái này rất là dễ thôi, thực ra thì chỉ có cái min NFT cái là xong thôi. Đấy, nhưng mà hiện tại thì lỗi nên là anh em sẽ làm sau nhé. Rồi, còn các cái nhiệm vụ kia thì anh em cứ theo những cái hướng dẫn của mình, chúng ta lần lượt ta làm. Thì mình vẫn khuyến khích cho anh em là chúng ta sẽ chờ đợi đến sau khi kết thúc sự kiện với các nhiệm vụ stake và các nhiệm vụ cung cấp thanh khoản ấy, thì chúng ta sẽ chờ sau khi kết thúc sự kiện chúng ta mới mới rút thanh khoản ra nhé, để tránh cái trường hợp là có thể là anh em sẽ không nhận được airdrop đến từ dự án hoặc là đến từ Cryptopedia. Với mỗi nhiệm vụ thì anh em sẽ có cơ hội nhận những cái phần thưởng tương ứng ở trong đây, và hy vọng là nhiều anh em trên kênh chúng ta có cơ hội có thể nhận được những cái tài thưởng để chia pool 1,2 triệu đô rất là hấp dẫn đến từ BitNair này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.